Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đến Store Lòng Mọc. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một chương trình khuyến mãi đến từ Dewar. Lâu lắm rồi thì Dewar mới ra một chương trình khuyến mãi. Và đây là một chương trình khuyến mãi của Store Lòng Mọc, chỉ có tại Store Lòng Mọc thôi nha anh em ơi. Thì anh em thấy đây là cái quầy mà trưng bày hàng của Dewar Sunlight. Anh em thấy hôm nay nó rất là khác so với những cái ngày khác đúng không? Hàng mình về rất là đầy đủ luôn. Và trước khi mình nói về chương trình khuyến mãi thì mình sẽ đi giới thiệu cho anh em những cái sản phẩm mà đang có trên quầy này nha. Đầu tiên đó là quầy Stanley, thì anh em thấy những cái mã hot nhất của Stanley như là con 921 này đã về hàng. Đây cái máy này anh em thấy nếu mà anh em mua một máy 2 pin một sạc nhanh, một cái thùng nhựa giá chỉ có 3.990.000 thôi, thì cái con này lực xỉu lên tới 80 Newton. Nó giống như là 996 của dòng Dewar vậy đó anh em. Nó mạnh nhất của trong dòng Stanley luôn, đầu kẹp auto lock, có chế độ khoan bố bảo hành 2 năm, thân máy pin sạc bảo hành 1 năm. Pin 4A bao xài luôn, dòng 20V mới nha. Rồi, thì tiếp theo là đã có khoan thì phải có bắn vít. Thì đây là con bắn vít SPI810, mẫu này rất là lâu rồi, nó cũng mới về hàng lại nha. Trang bị là hai cục pin 2A, một sạc nhanh, một thân máy, một thùng nhựa, và giá là 3.490.000. Đây, mẫu này động cơ không than hết nha nè, rất là đẹp đúng không? Rồi, tiếp theo là thân máy bắn bù lon. Anh em nào mà chơi cái hệ sinh thái 20V này của Stanley thì chúng ta có thể mua cái con này. Con này là thân máy bắn bù lon SPW920. Lực con này siết là hình như đâu đó khoảng 400 Newton đó. Nhưng mà các bạn không ghi đây nên mình cũng không có biết nữa, đầu 1/2. Thì cái này thì các bạn chưa làm tem giá, nhưng mình nhớ giá đâu đó khoảng 2 triệu mấy thôi, nó cũng khá là rẻ đó. Rồi, và một siêu phẩm SCH20C2K, một cái sản phẩm huyền thoại của Stanley làm nên tên tuổi của hãng này, đó là cái máy khoan này. Con máy này là động cơ có than, 2 pin 1.3, một cục sạc. Dòng này thì nó sử dụng dòng pin 18V nha anh em, không phải là dòng 20V, và không có xài chung được với dòng 20V mới. Dòng này thì nó rất là cổ điển và nó rất là bền, và sản phẩm này là một sản phẩm rất phù hợp cho anh em nào cần một máy khoan pin sử dụng gia đình hoặc đi công trình luôn. Con này là phóng vít khoan mồi hoặc là khoan bê tông là đầy đủ luôn. Rồi, trong hệ sinh thái 20V của Stanley thì chúng ta sẽ có thêm một cái máy mài gốc, đó là con SCG400. Thì con này sử dụng dòng 20V chung với ba mẫu này. Và mình sẽ có thêm một option nữa là máy hút bụi nha. Đây có máy hút bụi. Anh em là cần hút bụi mà đi công trình, nó có một con máy hút bụi của Stanley rất là ngon luôn. Con này đựng trong cái thùng rất đã. Dòng Stanley mới là 20V là Fast Max nha anh em. Anh em sử dụng chung với cái hệ này, anh em đi công trình anh em lấy cái máy này hút bụi vừa mạnh, hút vừa nhiều. Những cái máy nhỏ nhỏ thì không hút được công nghiệp đâu, dòng này là hút công nghiệp cho anh em thở nha. Rồi, kết thúc dòng Stanley thì Stanley hiện tại thì không có chương trình ưu đãi gì hết, nên là anh em coi cho biết. Và mình nói về dòng của Dewar, thì Dewar thì nó sẽ có hai dòng, dòng 12V và dòng 18V ha. Mình sẽ nói về chương trình dòng 12V trước. Thì 12V thì bên mình đang có những dòng là DCF805. Cái máy này hôm nay anh em rất là thích, tại vì có con này nó rất là gọn, động cơ có than nhỏ gọn, và đây là một trong những cái sản phẩm cũng làm nên tên tuổi của Dewar trong dòng 12V. Con này thì rất là dễ xài, nhỏ gọn, anh em bắt vít bắn bù lon, lực xí của nó khoảng 107 Newton. Thì với 107 Newton này thì thật ra là anh em có thể làm hết tất cả những một cái tác vụ bình thường, từ mở ấn bắn ốc rồi bắn vít 6-7 phân bình thường, không cần phải khó khăn gì hết trơn á. Đặc biệt là anh em đi bắt kệ quầy, nhỏ gọn, leo trèo, anh em thấy cầm rất là vừa tay luôn và làm rất là sướng. Cái xu hướng khi mà anh em làm việc là anh em luôn chọn một cái máy nó phù hợp với nhu cầu. Thật ra khi anh em sử dụng một cái máy to thì nó mạnh, nhưng mà nhiều khi nó dư thì nó lại không cần thiết và nó sẽ rất là mỏi tay. Thì cái bộ này hiện tại đang có hai phiên bản là DCF805C2, không có chữ A là nó không có phụ kiện. Thì cái chữ A là viết tắt của từ accessory nha mọi người nha. Thì cái bộ mà không có phụ kiện thì giá là 2.590.000. Còn cái bộ mà có một cái bộ phụ kiện mũi vít, mũi khoan đi kèm là 2.850.000. Thì cái bộ đó các bạn không có trưng ra ở đây, như là hình như bữa hãng giao thiếu cho mình nhưng mà hãng chưa có bù, nên là không có đây nha mọi người nha. Rồi, tiếp theo là một cái dòng nữa, đó là con DCF902. Con này đang cũng có một cái giá rất là tốt. Đây là cái máy dành cho những anh em nào mà làm xe, anh em đi bắn bù lon, đầu của nó là đầu 3/8. Con này lực mở được một cái bánh xe máy trước, mở thoải mái luôn nha anh em ơi, lực là 168 Newton, nhỏ xíu luôn. Đó, sử dụng chung chân pin luôn nha anh em. Đó, thân máy là 1.950.000, một máy một pin một sạc là 2.900.000, và một máy hai pin là 3.600.000. Thì hiện tại mình đang có phiên bản là một máy hai pin. Rồi, hiện em thấy với mức giá là 3.600.000 như thế này, là bên mình đang có chương trình là trên 3.500.000, thì anh em sẽ được tặng một cái cục pin là 1.3A 10V8. 10V8 đây. Thì cái cục pin này là nó original của nó là đi kèm với cái máy này, nhưng mà 10V8 12V là chỉ là hai cách gọi, giống như là lan con Lan ở nhà ở tên Lan mà đi học ở tên Phượng vậy đó anh em ha. Nhưng nó vẫn là một đứa thôi. Thì đây là cái cục pin này anh em sẽ được tặng khi mà anh em mua dòng 12V
trên 3,5 triệu, lưu ý chỉ mua máy thôi nha. Tại vì hôm qua có anh kia hỏi là bây giờ anh mua cái máy này xong rồi anh mua phụ kiện này đó, anh bỏ vô cho đủ 3,5 triệu được không? Thì không, tại vì mỗi sản phẩm nó sẽ có một cái mức biên lợi nhuận khác nhau và chương trình nó hoàn toàn khác nhau, nên mình sẽ không thể áp dụng như vậy nha. Rồi thì bây giờ ví dụ anh em mua cái máy này là 2,590 triệu thì sao đủ 3,5 triệu đúng không? Rồi hình mình giới thiệu cho anh em đó là anh em hãy mua thêm cái thân máy DCD706 ha. Cái thân máy là 1,780 triệu, anh em cộng lại khoảng 4 triệu là dư sức để anh em có khuyến mãi này rồi. Thì đây là cái con máy mạnh nhất trong dòng 12V của The World. Con này là có búa 15,1 cấp độ trượt, 2 cấp tốc độ, đầu kẹp 10 ly. À, nếu anh em mua thân máy là 1,780 triệu, một máy một pin một sạc là 2,850 triệu và một máy hai pin một sạc đó là 3,4 triệu. Pin mà đi kèm những cái bộ này là pin 2A nha anh em. Còn pin đi kèm bộ DCD mà DCF 805 thì pin 1,5A. Đó. Ngoài ra thì anh em có thể mua thêm một cái option nữa, đó là anh em mua con cưa kiếm này. Đây là con cưa kiếm 312 của The World, sử dụng 10V8 hoặc 12V luôn. Con này vô cùng nhỏ gọn luôn, anh em nào đi làm nước, điện, anh em cắt mấy cái chi tiết nhỏ, cắt nhựa, cắt ống này nó rất ok, cắt gỗ thoải mái, cắt tre ok luôn. 2,790 triệu cho thân máy, vòng bộ của nó là 5 triệu một máy 2 pin. Thì hiện tại nó không có phiên bản 2 pin, nó chỉ có phiên bản thân máy, anh em có thể mua thân máy kèm để anh em có thể lấy ưu đãi nha. Thì đó là những cái chương trình dành cho dòng 12V. Và bây giờ mình nói cho anh em đến chương trình 18V, 20V. 18, 20V thì cũng giống như Lan và Phượng vậy, mình nói cho anh em vậy đó. Thì 18, 20V thì anh em mua hóa đơn cho 5 triệu thì anh em sẽ được tặng một cục pin 20V. Thôi mình nói 20V nghe cho nó nhiều nhiều, nhưng mà thật ra thì ghi là ở đây nó ghi 18V, 1.3. Cục này đang bán là 600. Quên nói với anh em nữa, cục này đang bán tới 525.000. Nên anh em thấy ưu đãi anh em rất là lớn luôn. Mua có 3,5 triệu thôi mà được tặng tới 525.000. Mua 5 triệu mà tặng tới 600.000 là hơn 10%. Và anh em biết những cái dòng sản phẩm như thế này rất ít khi có những cái ưu đãi lớn như vậy, và anh em tranh thủ, đây là những cái chương trình rất là hấp dẫn nha. Rồi thì ví dụ dòng 20V thì anh em mua cái gì? Rồi 20V thì chúng ta sẽ mua những cái dòng như là mình có đây là DCF809 máy bắn dít huyền thoại ha. Con này là đàn anh của con DCF887. Nó không có chỉnh cái gì hết trơn á, nó bay vô là quất thôi. Nên cái máy này rất là bền. Lực y chang, thông số y chang, chỉ khác nhau không có cái phần chỉnh tốc độ ở đây. Con này thì thân máy là 2,037 triệu ha, một máy một pin một sạc, một máy hai pin, nói chung là nó có đầy đủ cái option ở đây, anh em có thể tính đây. Và bên mình đã lên một cái danh sách đầy đủ các phiên bản của sản phẩm để anh em có thể tham khảo, và đây có lực xiết của nó là 190 N nè. Ngoài ra thì anh em có thể mua đi, đây là cái con DCF887 vừa ăn hết luôn, vừa hết hàng luôn. Đó, rồi chúng ta có DCF840 mẫu mới nhất, DCF845, đây DCF850. Thì đây là 1, 2, 3, 4, 5 cái dòng máy bắn dít rất là chất lượng của thương hiệu The World. Còn nói về máy khoan thì chúng ta sẽ có là DCD709. Đây cũng là một cái máy rất là nổi tiếng của The World. Nó là đàn anh của 796. Vì nó cũng không có chỉnh cái gì hết trơn, em nó bay vô là nó quất thôi. Và cái máy này rất là bền, cũng có chế độ khoan búa không chỗ thang. Mạnh hơn thì chúng ta có thể mua 796. 796 thì bên mình có phiên bản combo và hình như chưa chừng không có 796 đây. Rồi chúng ta sẽ có phiên bản là 805. 805 thì chúng ta sẽ có thân máy hoặc bộ nha, 805 trên tới 2 con vậy tại. Không có 796 mà 805 2 con lận. Rồi, chúng ta sẽ có 996 và 999. Đó, đây là những cái mẫu máy khoan pin nổi tiếng nhất của The World trong dòng máy khoan. Còn nếu mà nói về máy bắn bù lon thì chúng ta sẽ có nguyên cái giải trên này. 921, 922, 892, 891 và 899 và 900. Thì đây mình có, không có 899, mình có 900. 899 anh em đặt hàng thì mình nhập về ha. Nói chung là cũng có hàng đó. Và những cái giải sản phẩm này nó sẽ có cái công suất xiết từ 610 N đến 1100 N. Con này là lực xiết là 1084 N, nhưng mà lực mở thì nó phải cao hơn. Cái này là các bạn đang ghi lực mở nè. Hai cái này là các bạn ghi lực mở nè. Còn cái này là các bạn ghi lực xiết. Rồi. Và nói về máy khoan bê tông thì chúng ta sẽ có hai mẫu ở đây. Một cái mẫu nhỏ gọn 172 và cái mẫu thứ hai là mẫu 273. Nó sẽ có mẫu là 263 và 133, thì hai sản phẩm đó anh em đặt hàng thì bên mình sẽ nhập về. Và ở đây sẽ có chúng ta một mẫu máy cưa đĩa DCS391 ha. Và chưa dừng lại ở đó, anh em mua máy móc thì anh em sẽ mua có, ở đây mình sẽ bán những cái cover. Những cái cover này vẫn được tính trong cái chương trình này, anh em mua trên 5 triệu nha. Anh em mua những cái máy bù lon và anh em sợ cái máy bù lon mình nó bị dơ, bị dính dầu, thì anh em mua cái cover này, mình chụp cho cái máy của mình, máy mình nhìn đẹp hơn, hầm hố hơn, không bị trầy, không bị dính nhớt. Và dòng này nó sẽ có đầy đủ cho những cái máy như là 850, 892, 891, 921, 922, đầy đủ cho anh em có thể lựa chọn luôn. Rồi, và chúng ta đi về pin sạc. Thì pin sạc bên mình sẽ có sạc nhanh DCB117, sạc được pin flashvolt. Những dòng sạc mới như DCB112, DCB112 nè, rồi
DCB115 nè ha. Rồi chúng ta có luôn cái cục chuyển pin đế sạc từ pin 20V fast mark sang pin 18V. Nếu anh em mua những cái dòng 20V đó, anh em chuyển 18V anh em xài cũng được luôn. Và mình có pin flashbulb 6A, pin flashbulb 9A, pin 20V 5A. Đây. 20V 4A. 20V 1.3A và mình có pin bằng power stack 20V 5A cũng có sẵn ở đây luôn. Và DCB 240 dòng pin dẹp cũng có luôn. Ha. Đó nên em thấy là hầu hết những cái sản phẩm bên mình đang có và mình bắt lại cho anh em lại cái chương trình bên mình nữa là như thế này. Chương trình này số lượng có hạn và nó dựa trên số pin, nên là hết pin thì cũng sẽ không có chương trình này. Dòng 12V mua 3,5 triệu được tặng một cục pin 10V 8 1.3. Khi anh em mua dòng 20V 18V của Dewar 5 triệu thì được tặng một cục pin 18V 1.3. Chương trình áp dụng đến khi nào hết pin thì thôi. Và mình vẫn hỗ trợ anh em đầy đủ những cái quyền như là trả góp hay là tích điểm, thăng hạng thành viên rồi trừ điểm vân vân. Tất cả những quyền lợi đó anh em đều được hưởng hết khi anh em mua cái chương trình này này. Và địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em có thể mua bằng cách là điện thoại lên hotline 0287300 7368 hoặc là nhắn tin trên Zalo, trên website hoặc đến trực tiếp cửa hàng đều có hết. Mình là Vinh, xin chào và hẹn gặp lại.